Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng Miền Bắc 123. Trong video hôm nay ngày mùng 6 tháng 11 thì em cập nhật cái tình hình nụ một số cây mai nhé, trong vườn nhà em các bác nhé. Thì một số bác năm nay nắng quá là đa số là bị nở sớm hết, các bác tút lá sớm thì bị nở sớm rất là nhiều. Đấy, thì vườn em đây thì cũng một số những cây nhỏ ấy, thì cũng xuống lá số lượng tương đối nhưng mà điều chỉnh được nụ các bác. Đấy, điều chỉnh được nụ thì cho những cái mà thời tiết nó nắng kéo dài như này thì mình cũng cho cây vào trong mát được ấy. Thì sau khi mà xuống bớt lá, lọc bớt lá hay là kể cả các bác tút hết lá rồi thì mình vẫn phải điều chỉnh, chứ nó không có mà tút xong mà cứ bỏ đấy mà nó trúng Tết được luôn các bác. Đấy, trước màn hình các bác đang xem thì đây là ba cây mai vườn em thì nó khối lượng lá tút xuống là cũng bỏ đi cũng tương đối là nhiều, bởi vì mấy cái này là nụ nó nhỏ. Thế nên là lá của nó thì trên cây vẫn còn đây và hoa vẫn chưa bị nở các bác. Đấy, thế còn một số bác thì lá vẫn còn nhưng mà hoa cũng bị nở hết rồi, thì chắc là các bác là thúc phân là cũng tương đối là mạnh, tương đối là nhiều. Phân nó cũng hấp thụ được, thời tiết nó nắng ấm, phân nó cũng hấp thụ được, cây hấp thụ được phân thì chắc là cũng bị nở. Đấy, thì quay lên để các bác xem thực tế. Đó, rất nhiều bác bị nở rồi các bác. Những nhà mà tút hết sạch lá thì chắc chắn là đến 95-98% là bị nở sớm rồi, bởi vì năm nay miền Bắc nó cũng có cái đột xuất là nắng ấm kéo dài ấy. Đấy, thế còn những cây này nha em thì một số nụ vẫn trung bình, còn một số nụ nó cũng thuộc dạng là quá to rồi các bác, quá to rồi. Bây giờ mà chỉ cần tưới phân vào một cái là nó sẽ dễ bị bung lắm, dễ bị toang lắm. Thế nên là những cây này là phải cho vào trong mát các bác nhé. Đây là em cũng vẫn lười, nó chưa cho vào trong mát được, cho nên là cái nụ nó cũng có nguy cơ là cây bên trái kia thì không có vấn đề gì kìa. Đấy, cây bên trái đây thì nụ vẫn ok các bác này. Đấy, cây bên trái này không biết nó là giống gì, giống nụ nó rất nhỏ, nó cứ dày chi chít này. Đấy, nụ nó trước kia rất nhỏ, bây giờ cũng khá là to rồi các bác. Nhìn thế này nhưng mà cũng khá là to rồi. Cái giống của nó do cái giống dày chi chít ấy. Đấy, giống xương nó dày, cái dày như xương cá, chi chít như xương cá. Đấy, đấy, cây này không vấn đề gì. Đấy, khối lượng lá này cũng tút như vậy, nhưng cây này là cái nụ rất to các bác này. Đấy, nụ rất to mà cũng có nguy cơ là toang này. Nếu mà cứ nắng mà kéo dài tiếp này là có nguy cơ là cũng nguy hiểm đấy, không được đến Tết âm lịch đâu. Thế nhưng mà vài bữa nữa thì cũng thời tiết chuyển sang rét rồi. Đấy, có một hai nụ là cũng sung quá là cũng ra chân xanh này các bác. Đấy, một số nụ sung quá ra chân xanh đấy. Cây này thì bây giờ phải hãm bằng tưới nước vào buổi chiều mát các bác. Tưới nước vào buổi chiều mát và cho cây vào trong bóng mát. Thế nhưng mà đây em vẫn chưa thực hiện cho cây trong bóng mát được. Đấy, vẫn hơi lười các bác. Đấy, vẫn hơi lười nha, nụ nó to quá rồi. Nụ này không dám tưới phân nữa, tưới phân một phát là nó sẽ bung ngay các bác. Đấy, còn cây bên này thì nó cũng thuộc dạng nụ to rồi. Nói chung là họ này là họ một số họ nhập cúc thì cũng thuộc dạng nụ nó dễ nở, nhanh nở. Đấy, ba cây thì có cây ở giữa, cây bên phải là bị nụ to quá các bác nhá. Đấy, cứ lo mãi nó bé, anh em cứ lo mãi nó bé. Nó rét thì đúng là nó bé thật, thế nhưng mà nó nắng ấm một cái thì nó phát triển rất là nhanh. Thế cho nên anh em miền Bắc là chăm là cũng do thời tiết chứ không phải là do tay nghề anh em quá kém đâu. Đấy, năm nay đột xuất nắng ấm cái là kể cả những cây trên cây anh em thì có những anh em bình luận là có những cây chưa tút lá, anh em chưa tút lá nó cũng đã nở rồi. Có những cây anh em tút lá 50%, 30% nó cũng nở. Đấy, chắc là anh em thấy nụ bé mình thúc phân mạnh quá. Đấy, chứng tỏ là cũng rất hiệu quả. Đấy, này cũng rất nhiều nhà năm nay nở rồi, không riêng gì nhà các bác. Đấy, ba cây này mà thời tiết nó cứ đều đều là vẫn ok các bác nhá, vẫn cứ đến chơi Tết âm được. Thế còn cây này là em dự định chơi Tết dương này. Đấy, dự định chơi Tết dương. Đấy, thì có cũng vặt số lá tương đối là nhiều để điều chỉnh. Đấy, chơi Tết dương thì cây này thì chắc là nó sẽ độ tầm chục hôm nữa là nở thôi các bác. Đấy, chơi Tết dương đây. Chục hôm nữa là bắt đầu chơi được rồi. Thế còn cũng chưa có cây nào là bị toang cả, chưa cây nào bị bung cả. Nếu mà các bác mà chơi thì các bác thấy nó nguy cơ nở thì chúng ta vẫn phải điều chỉnh các bác. Vẫn phải cho cây vào trong bóng mát. Nguy cơ bị nở sớm thì vẫn phải cho bóng mát, chứ không có thể là tuốt một phát ăn ngay được cả. Đấy. Các trường hợp cho nở tự nhiên thì đều phải vậy. Nếu mà có nguy cơ nở sớm thì phải điều chỉnh cây cho trong bóng mát và tưới nước mát vào buổi chiều tối cho cây. Còn có nguy cơ nở muộn thì chúng ta phải tưới nước ấm vào giữa buổi trưa, cũng là như là cho cây ra nắng. Nói chung là tút lá nở tự nhiên thì chúng ta vẫn phải điều chỉnh cây, chứ không phải là tút lá xong bỏ đấy nó trúng Tết ngay các bác. Có những năm thì tút lá xong bỏ đấy là nó trúng Tết ngay, nhưng mà đó là chỉ chiếm 30% thôi. Còn 30% là nắng nóng như năm nay là nó nở sớm. Thế còn 30% mà rét đậm rét hại kéo dài thì có khi là các bác tút lá thế, chút tút lá hết thì nó cũng không nở kịp được. Tút lá 6-70 ngày cũng không nở kịp được nếu rét đậm rét hại kéo dài như những năm trước. Đấy. Cây này nụ quá sung, nụ rất đặc biệt các bác này. Không hiểu cái này, nụ cực kỳ đặc biệt này, nụ rất to này, chưa bung vỏ chấu các bác nha. Nụ nó bằng ngón tay út này, dạng đột biến hay sao. Đấy. Chứ không phải nụ nở các bác nhé, nụ nở nó khác. Đây. Nụ bung chân xanh nó to thì khác này. Theo dõi cái này là một cái nụ rất đặc biệt luôn. Không hiểu nó là cái giống gì. Cái này nó mua để làm giống các bác. Mua để làm giống nên tháng 4 mới xả tàn đây. Tháng 4 mới xả tàn mà đến bây giờ tháng 11 âm, đầu tháng 11 âm, tầm 7 tháng. Đấy, 7 tháng mà cây nó rất là sung, họ nhà cúc nó rất là sung. Cái này là giống, nó vẫn chưa, dòng cúc nó vẫn chưa đặt tên đấy. Chủ vẫn chưa đặt tên, nó giống hơi lạ, hơi đặc biệt. Đấy. Cái này thì chắc là em chơi Tết dương lịch là đúng luôn các bác. Đấy, tầm 15 ngày nữa là chơi là đẹp luôn. Đấy, giữa trung tuần ngày 15, ngày mùng 10 ngày 15 là bắt đầu chơi được đẹp rồi. Đấy. Đấy, cái này có dự định chơi Tết dương là đúng luôn các bác. Đấy, tút lá nhiều hơn những cây kia. Lọc bớt lá, còn những cây kia thì vẫn bình thường đấy. Đấy. Đây, quay sang cây này. Cây này thì em cây ghép non mùa thì xả tàn trước các bác. Xả tàn trước, như hôm trước chia sẻ rồi, xả tàn trước để năm sau cho cây nó sung ấy. Năm nay tận dụng cái thời tiết ấm ấy, xả tàn trước cây này. Cây này ghép non mùa mới ghép được hơn năm. Đấy, còn cây này là cái cành zin này, đang bật lọc rồi. Đấy. Còn cây này vẫn bình thường đây các bác. Thủ Đức này. Thủ Đức thì nó vẫn rất là ok. Nụ rất là to nhưng không bị nở. Này. Cái này thì không bị nở. Nói chung nhà em chưa cây nào bị nở các bác nhá. Chỉ có một cây là tút lá nhiều để mà chơi Tết dương thì nó chắc chắn là cũng sẽ đúng Tết dương đấy. Tầm 10-15 ngày nữa là bắt đầu em có hoa chơi rồi. Đấy. Nếu mà vài bữa nữa mà rét đậm mà xuống sâu thì khả năng là cây này phải cho vào trong nhà để cho nó tránh rét thì nó mới nở rộ được. Còn nếu để ngoài này là cũng sẽ bị nín ấy. Nếu mà rét xuống là cũng bị nín, hoặc là nở rất chậm, hoặc nở không đẹp ấy. Đấy. Đấy, cái biện pháp tút lá cho nở tự nhiên thì nó vẫn thường xảy ra như vậy các bác. Nếu mà may mắn ấy, thì nó thời tiết ủng hộ ấy, thì cái ngày chúng ta dự định tút lá căn ấy, thì nó sẽ nở sát Tết. Đấy, đột biến như năm nay là nắng ấm kéo dài thì nó sẽ bị nở sớm. Nhiều bác bị nở sớm, đa số các bác bị nở sớm. Nếu chưa có kinh nghiệm chăm hãm cây, điều chỉnh cây thì bị nở sớm. Thế còn nếu mà ngày dự kiến như vậy, vẫn là ngày dự kiến như vậy, nhưng nếu mà rét đậm rét hại kéo dài như năm ngoái chẳng hạn, năm xưa chẳng hạn, thì có khi là vẫn không kịp Tết được các bác. Các bác có tút lá sớm thì cũng không kịp Tết, có dùng mọi biện pháp vẫn không kịp Tết được. Thế cho nên là trường hợp mà biện pháp cho nở tự nhiên ấy, thì nó cũng có những cái rủi ro như vậy mà chúng ta phải chấp nhận. Một là thời tiết nó không ủng hộ thì phải chấp nhận. Hai là cái kinh nghiệm của chúng ta cũng chưa có bề dày thì cũng phải chấp nhận. Thế còn nếu mà các bác muốn nó chuẩn thì các bác cho nở bằng phương pháp ủ nhiệt. Đấy. Cứ trước Tết độ tầm 30 ngày thì là chúng ta tút lá, là cho vào lò mùng 1, hoặc là nụ trung bình, nụ nhỏ thì vào lò mùng 1, nụ trung bình thì vào lò mùng 5, còn nụ to thì vào lò tầm mùng 8, mùng 10. Thế là chắc chắn là sẽ tầm 23 ông công táo là chắc chắn là chúng ta sẽ có hoa chơi, không bao giờ lo lệch, bởi vì nhiệt độ trong lò thì chúng ta hoàn toàn điều chỉnh được. Thế còn việc tút lá cho nở tự nhiên thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường các bác. Nó nắng hay là rét nó thất thường thì chúng ta làm sao mà có thể mà căn chỉnh chuẩn được với cái thời gian kéo dài như miền Bắc vậy. Đấy, trong miền Nam thì người ta chỉ tút lá tầm 15 đến 18 ngày thôi, mà trong đó nhiệt độ nó ổn định. Còn ngoài Bắc thì nó thất thường lắm. Đấy thì chúng ta phải, anh em nào bị nở sớm thì chúng ta phải chấp nhận thôi, biện pháp nở tự nhiên nó như vậy. Đấy. Đây em vẫn phải căn chỉnh các bác nhá, tút lá xong vẫn phải căn chỉnh ấy, chứ không phải tút lá xong bỏ đấy đâu. Xuống bớt lá, lọc lá xong vẫn phải căn chỉnh cây ấy. Trường hợp nụ nó to quá mà nắng ấm kéo dài thì vẫn phải căn chỉnh cây ấy. Vẫn phải cho cây trong bóng mát, điều chỉnh cây ấy. Ok, thì qua video này thì em cập nhật qua cái tình hình như vậy, chia sẻ tới các bác đấy, tham khảo. Đấy, cây này thì cũng bình thường các bác. Đấy, cây này vẫn bình thường thôi. Đấy, nụ nó cũng khá to rồi. Đấy, trước đây nó thuộc dạng nụ nhỏ, xong là cũng thực hiện biện pháp kích nụ. Đấy, nụ vẫn ok. Dòng này dòng Thủ Đức. Thủ Đức thì nó ít khi thấy bị nở, đa số là bị nở là dòng Cúc. Đây, các cây này đây, cây này cũng xuống lá đây. Đấy. Nói chung là các bác tút lá xong các bác phải điều chỉnh, chúng ta vẫn phải điều chỉnh cho cây. Đấy. Ok, thì em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.